là về mặt chuyên môn, về mặt phiên dịch thì thầy Khang có thể nói là thầy luôn cung cấp những cái phương pháp rất là hữu hiệu cho tất cả các bạn từ khi mà mới bắt đầu học phiên dịch, hay là kể cả những người đã có kinh nghiệm phiên dịch rồi, thì những cái lỗi này có thể là rất là khó để tìm hiểu, tự mình tìm hiểu mà phải trả một cái quá trình rất nhiều, thì thầy Khang sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều về mặt này. Tiếp theo là về mặt kiến thức thì có vẻ nói là thầy Khang biết rất là nhiều thứ, rất là nhiều lĩnh vực. Và cái này cần một cái vốn kinh nghiệm cũng như là một cái khoảng thời gian đi làm rất là lâu. Do đó khi mà là học viên của lớp thầy Khang thì có thể nói là được không những được học về kiến thức phiên dịch mà cũng còn được học về rất nhiều những cái kiến thức xung quanh khác. Và cuối cùng thầy là một người thầy rất là hỗ trợ, ngoài bên cạnh việc học thì thầy còn tạo những sự hỗ trợ về mặt công việc, luôn luôn cho sinh viên, luôn cho những cái học viên của mình những cái cơ hội để có thể được làm việc và được có thể những áp dụng những cái kiến thức thực tế và vào trong thực tế một cách tốt hơn. Đây, nếu mà khi mà em chưa gặp thầy thì em chủ yếu chỉ là dịch về hình thức B2B cũng như là những cái hội thảo về du học thì là những cái hình thức rất là cơ bản. Và sau này khi được gặp thầy Khang thì em có được những cái trải nghiệm mới hơn, đặc biệt là được ngồi phiên dịch cabin thì nó cũng là những cái trải nghiệm rất là thú vị, bởi vì khi mà mình vào thực tế rồi mình mới thấy là mọi thứ nó sẽ khác trong cái lớp học rất là nhiều. Em thấy là thật sự thì nếu mà mình có chuẩn bị kỹ và mình có kiến thức đầy đủ thì nó không khó, mà nó giống như là một cái thử thách rất là thú vị để chờ đợi mình dịch vào mỗi buổi cabin vậy. Bởi vì nếu mà mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì cái việc duy nhất mà mình cần tập trung đó chính là mình nắm bắt được cái ý của diễn giả và mình thể hiện sao cho một cách chính xác nhất và kịp thời gian nhất.